Chào anh em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục lên cho anh em một cặp phụ nha anh em. Thì nói chung là cũng có lúc là mình đăng rất là nhiều đồ máy, và cũng có lúc mình đăng rất là nhiều dàn ngoài ha. Ví dụ như có lúc mình đăng dên lốc, rồi nồi, rồi số này kia liên tục, đầu lòng liên tục luôn. Rồi cũng có lúc mình đăng dàn ngoài như là dàn áo, rồi phuộc, rồi gắp cạc te này kia liên tục, để cho những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể chúng ta gom một lần chúng ta mua luôn. Ví dụ như là đang dàn ngoài thì mình đang dàn áo, rồi gắp cạc te, rồi gác chân, rồi phuộc viết này kia, để cho anh em chúng ta, dù anh em đang có nhu cầu chúng ta tu sửa dàn ngoài thì anh em mua một lần để chúng ta đỡ tốn cái tiền ship ha. Thì hôm nay giới thiệu với anh em một cặp phuộc của Super đời 99 nha anh em nha. Thì cặp phuộc này nó rất là mới. Và tại sao mà mình nói nó đời 99 nha anh em? Thì cái con này á, là mình rã ra là nó của cái xe một rim Super đời 99 luôn nha. Và cái ti của nó anh em thì rất là vàng, rất là đẹp như vào đây nha. Đó, cái ti phụ rất là đẹp. Đấy, thì đây, cái này mình để lâu mà không có để ý cho nó, hôm nay mới lấy ra bán nha anh em nha. Tại vì đẹp quá, để quên mất luôn, không có để ý nó nữa. Chứ còn đồ trong nhà mình nó mỗi ngày thì mình quay anh em một vài món vậy, chứ thực ra là nhà mình rất là nhiều đồ. Sự ăn luôn này anh em luôn, rất là nhiều đồ ha, không có biết để quay làm sao cho anh em hết đấy. Nhiều lắm anh em, nói chung là nhiều đồ lắm, nhưng mà tại vì còn xe cộ tùm lum tá lạ đây nữa nè anh em. Nhưng mà vì quay anh em thì mình sẽ quay chi tiết, chứ mình không quay kiểu sơ sơ, mình quay cho có để anh em coi chúng ta không mua được nha. Tại vì anh em mình thật với anh em luôn, mình muốn mua cái gì mình phải coi kỹ nó mình mới mua được ha. Thì đây, cái bộ hôm nay mình giới thiệu với anh em cặp phuộc của Super đời 99 nha, Super Rim nha, chứ mình không có nói Super Rim là Rim Thái nha, nó khác nhau nha. Đây, thằng người của Super Rim nó mập lắm, còn thằng người của Rim Thái nó còi cò nho mà anh em ha. Để mình sẽ lấy cái con Rim lùn cho anh em coi này. Đây, đây có mình có một con Rim lùn này, anh em hãy để ý cái con người của nó bé xíu xíu à, nè anh em thấy không? Đó, con người nó còi nha, suy dinh dưỡng nha, nó giống như Rim Thái vậy đó anh em nha. Đó, con Rim người của Rim Thái là nó cò nhom mày này, nó không có vự ha. Đó, thì đây, có cặp phuộc này là của Super đời 99 nha anh em, bao êm, bao chưa xì dầu luôn. À, ti còn rất là vàng, rất đẹp này anh em nha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua cặp phuộc này liên hệ với mình, chân nó như mới luôn em, cặp chân nó căng luôn, đét luôn này. Đấy, nhà chân 99 căng đét luôn. Thì cặp phuộc này mình bán cho anh em giá của nó là 1 triệu đồng nha. Phuộc bao anh em nguyên zin, chưa xì dầu, chưa phục hồi. Thì những anh em nào có nhu cầu, anh em có thể liên hệ mình nha. Cặp phuộc này là có một cặp duy nhất thôi. Anh em nào có nhu cầu, anh em có thể liên hệ mình. Cái này gắn Rim Thái được hết nha anh em nha. Nếu mà anh em gắn Rim Thái á, thì nếu anh em không quan trọng cái việc mà nó không phải là Rim Thái á, thì anh em gắn Rim Thái ok, rất là đẹp, không có vấn đề gì hết nha anh em. Giống hệt luôn, nó chỉ khác có mỗi cái chỗ này thôi và một số cái chi tiết nhỏ xíu nữa. Còn những anh em mà đang chơi Super thì anh em gắn vô quá là đẹp đi. À, cái này thì nó quá tuyệt vời rồi, cặp này nó rất là đẹp, rất là keng luôn nha. Đó, anh em nhìn, anh em nào mà chơi phục anh em nhìn cặp ti này anh em mê luôn em, nó vàng vàng óng ánh luôn á, nó vàng rất là vàng, nó dữ luôn, rất là đẹp luôn. Đây, anh em thấy không đó nha, anh em thấy ha, cái xe mà nó mà dữ lắm mới có cặp phục đẹp như vậy nha anh em nha. Rồi anh em nào có nhu cầu anh em hãy liên hệ với shop của Đạt, số điện thoại 0915434973 để mua cặp phục này nha anh em nha. Phuộc Super đời 1999 giá 1 triệu đồng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.